ខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងធ្វើឲ្យស្អាតធ្វើឲ្យស្អាតហើយឲ្យមានច្រើនពណ៌
hay khi chúng có vô Ivan và hai chị đập ram đom mà phải đom đập ram đom còn đang vô máu nữa để cái hai thằng đập ram xem họ cầm rù cha đập ram cầm rù nữa ở sân miền Tây Nam miền Tây vẫn tay nhưng vô mà thừa tiệp xa đời xa ở nhưng mà tay tiệp xa mà hay nhưng chập ram chị chơi cho mỗi quạt ao quạt riệp chom thu mày biên po tràn hay chập ram chân này mày thằng mày hay tăng bên nó còn nhưng chập ram thừa hay nhưng mình sợ bài chết đấy nó pe để kê vậy tha là bỏ nước ban tại chai não nhưng vô tha là bỏ chai não vì hướng môi là o ta dân thua bỏ chai làm nói ở miền làm lại tờ thì họ dân tinh chi cả đôi chun nhiều chun mật phe bong ôn ở bộ bờ đai chẳng hạn á mèn cặp ai cái tha là bỏ chai nói nó cứ chai tự on on á hay cha cha là ngày hay hồi tới là họ đang miền ở nẹt khác để nhom squat nhom pe để nhom ở chấm hiệp quạt hướng nó có tha quạt từ tua ban pe bảy mịn đi nó quạt ban tại là họ tại quạt tại sĩ vô tại ai bong ôn sọc xè họ phục sĩ ăn cá chứ thua nhom chập đam cất đi đây tặng on năng hay chỉ mua hạt để nhom thua nhom bạc cá cây làm bán tham ăn năng từ bông chỉ sợ bạc cam tôi mùi hay nhom chập đam thua tin xa luôn ai nhom chô rôm nông cam bị thi nhom nai nông bật phò hay đam muốn cái cứ nẹt chết hang nhom năng ai để tình bật phò nhom mà nhom từ sau mới quạt chui tình cha thà bong nai nuông quạt chứ hay quạt quạt hà ư bơ bong sạ tinh bơ phụ đại lại với xong rôm đái cả nắng mặt đông của mùi mơn rỉ cha ở mà hào hào mặt bẩn đó à chân tổ chứ nè cha chứ ở quạt tờ tinh sạ tới hay nhom chập đam thưa với nhom phụ bộ tinh là hột chân co chập đam tròn tròn chia cầm ở thưa chia sẻ mà cùng ở mình vốn chia sẻ sắp cam cha sắp cam là hột đã đo thưa tăng vị đọc rosa là hột đo lang đo rọp rồi rosa là hột đã chín năm bị bòn đậm vậy nắng từ ở khang khi mình chơi khang cả xuống để chơi cắm ai quạt từ cho rôm chui ở trong trong có đong chia sẻ mà công làng cả nắng mình lại cho rôm chia mà rồi nè sự tay đồng bài bọc nhóm mất nhá chà hai ở quạt chấp đam thưa là hô tư ở miền ca từ tour score hay ở à tự chọn score cho nên mình tên hay quạt quan tro để quạt cái thà ảnh nắng ở chia ở cái hà than đầm lại với xong rôm hái với chia chấm này mới để chui lực tôi ở tập tập chia bao nhiêu tiền hay nhóm bạn bên tập tập pho sân khăm ai bạn ta tập pho chấm bong bao cây đồng bài khăm ai cứ sân khăm ai ta nhóm bên phẩm muống ở miền hồ miền cẩm mà phổ phổ tiền trà ta nhâm thưa từ bố nó nhâm thưa từ sưng từ bố đời sang nhâm khơi hạ năng giỏi mình tìm xá hay ở vậy đây thưa ở nhâm không prang hay nhâm bỏ bóng nó pe để kênh vậy tha nó bỏ khăm ai dương phở ba tạ khai prang hay tập pe khai bon khai tiền nè chăng ở khai phải sang cứ prạt ba nè chăng nhâm khai nhâm cầm định nhâm cứ nhâm chăng tha cứ nhâm cất tha thưa mấy hồ bị thi thưa nó bỏ khăm ai năng ở lụn đạch mà chăn năm bay rồi học sập ram thế ngày cứ lụa đại chỉ để ra ngay chứ hãy ban chỉ chân này phải đặt đôi ở sườn bẹ để nhom sườn ấy nên cứ ai para khăn ông cam bị thi ai xây xây ban sẽ khai sẽ là ai tới hay dân bọc tật ban hay cắt chỉ áo thông chia rộp ở sầm máy cả ban tầng o chứ ban đây ha anh tự chân mình chuẩn bị chân sầm đẹp quá đó nè chứ hãy chỉ mua là hai tầng o nó ngay đàn thơ là hồn mà đo phải chỉ bon ấy để nhom tha cùng rộp ram chín năm nhom sầm đẹp chết ha nâng cho mua chia cầm hồn ở hạ kia đàn chứ vì ram chín năm bị chấm covid tận tay nhom ọt bọc bong ở đây sầm máy nhom mày nhom tha covid gặp nhom cho này covid gặp nhom cho đây nhom thử tại thơ tại tam phan là cả bọc nhom hay chôn chỉ chay đón bên cam bị thi giả hạ kia thanh lại chết nấng nhom còn đặt bịa cho bọc cua tới cả chuột tai mà đòn chà gì đúng cứ chia được chỉ cả đồ lực thực chất dạo về pram chém chà đây lúc sau ban khát khom chủ mùi nâng sập cọ xem xét để cọt bài chà chà lúc sau lực lành tiếp theo rồi họ đã chém pi pom mà phơi nít tu lên trong cái ta miên nẹt để cọt chia sẻ máy chắc nâng nong sạc kinh đi bảo mẹ đã hay đầm nà ca dạng bệnh đã lại nè kết mà đó là nít bậc khi nhom sập đập tam đầm bon để khi nhom cô thông vậy nhom thay bôi chân chỉ kế nơi cái cọt đắt hay nơi cọt nhà nhà tây để miên sập máy chắc trong ba hai châu pi rồi cứu xa đấy hay ở miền đồng bằng xanh xanh để nhóm xã cá xã cá chỉ mới xã công xanh xanh tiết miền mặc lại mà pay sam sắm để anh bốc sập tới châu và hai triệu bay rồi cứu xa tay chìm nổ nước vì lang cho lang cho bay rồi sập tây đồng ba nhé ở buồn đẹp khác quạt thôi chứ quạt chốc pi bị khai đài chân tờ chứ chìm nổ nước biết không rồng vốn pi rồi cao bay rồi em chìm tuổi này ai vì lang cho chân đó nè chà chân đẹp bay pram chín năm cứ thơ bị đọc mà là hội đọc bản phần năng chà chấm pua mode rồi có po đã lúc sau bạn được làm bánh bánh thè miền chay mode po ấy mà thèm thích lúc sau chay luôn ấy được có thời gian chơi chơi như vậy mất tới bánh chay chừng cha ở tam bát tứ bờ dậy tới khi nhau mình miên chìm điện anh đang ngay bàn tay nó bị để dân thưa tới dù tới dân trẻ và đi thay dân thưa bà đá dân riêng bà đá để xa thì dân miên đây là anh khăn á cha hơi một đồng po anh trẻ nước pe để dân điện pe dân cho luôn cho nên dân mơ tới dân vô lại hay chỉ chơi chia cho mỗi nẹt đồng bàn nẹt đại ca trên này mà chứ nữa chuyện đằng tháng mà đợi ca đi ở tia ho thật đợi năm đi cái gì po ai kề tia ho bây giờ thở pịa trà ở đây cái là ôi chín năm đi còn ở xa chạy nữa ôi chín năm cái thở pan po ai hay pịa dân sợ mạnh cái thở pịa xì ấy nó cái thở ôi xì po ai đằng chín năm đằng chăng ở tia ho po xoay po lương rồi cả po bày to thực sự một anh chăng tơ bị ở xa tam dân mơ từ cái hà tha
cái hà tha lồng nón đê ca đầm rơi ca bỏ tệ chốn đấy nè chẳng ở dân trên tè bật phò má bởi sân dân mưa bật phò na để dân lụa đại dân thua nói chờn hay bật phò na để dân tè má hay sẹp ở sân mình lại quan trôi dân bật thoi vì mình chẳng ở cái buôn đê ca thua chỉ bật cam bao nhiêu mình chờn ban đê tha dân thua mấy cầm ao vì sao stock chờn tệ cái na sao stock chán dân việt hàn dân việt hàn chẳng dân mưa dân thở thua mấy hồi khơi thả tệ chân cô đại dân là kế hay dân bật ở chờn đầm rơi ca bao cục quạt chẳng hay ở quan nơi tài nghệ mà quan trôi dân chẳng ở tia ho à tệ chân nè đôi ôn chẳng chăn nít prà bật phò nứng ở bắp bên này, tép bò này có tháng mấy năm cái bò này nhân viên hai vậy chứ, quạt thử đồ anh chứ, nhân thử thêm mấy miếng chấm rồi chán, miếng chấm rồi chán hai dương còn chưa rơ rơ, quần tập hiệp, một thợ thiệt đào nâng là o đài đâm bay thưa tới, tự chân nâng quạt prá, quạt bình chặt, chán là ổn. Chả cho ở lớn đi lơ lơ tiệp xá đại ai lụa đồ ban tràn chiên mồn, chẳng lụa đồ ban tràn cầm rật này hay bao cột trên chỉ muốn là tập hò, tập tép xe nhưng mày đã được nông tiệp xá sập máy hay, sông thay một tích được xây thay miên nom tất cả đại ổn. Chà, xem hiệp cô đã bọc hàng cây đầm bàn khám ai KTK rồi dạ bê pram chân nắm đi dì đông tức khi nhóm thơ càng như em tay để thơ tam phải là cả bọc nhóm hành cả cứ khi nhóm cô đã bày nhóm thơ cứ nhóm thơ xem hiệp đẹp lụ nẹ pra khăn ông sử dụng sần vì bố nhóm bàn mơ khơi thà bà chia chôn dương chiêng đọc pram liền nẹ hai nè khăn ông nâng nhóm cực tả xam sắp pram phía rồi này đọc pram liền nẹ nâng đây chỉ ở tệ chôn để quạt cho chất pra ở xâm điểm vẹn bạp hồ phẩm muống sốt bọt ấy nâng á hay nó khăn nông tiện dùng vô màu phía rồi mà bệnh thiệt thiệt tham miên phẩm màn phía rồi nó khăn nông chẩm nào sang sắp làm phía rồi nâng để quạt cho chụp xâm điểm vẹt để thua đợi đầy chà phụ ấy bật phó để thua đợi đáy cứ bật phó để tiếp xa cái hà tha ở bệnh phía xa ông lấy dân hà tha niche market đó niche market bằng này tha thở tầm biệt tệ chôn trẻ lẹ nà mùi hay ạ tử lý ấy tệ vì phụ dân thua đáy dân ạ thua thông định đẹp nạ rôn chạm mà xin bán nè bây phân dưới của mong chấn cả thua toàn anh chứ hay bằng chiếc bật phó thua đợi đáy để nhôm tay tệ chìm hiệp chùa tệ chôn tha bật phó khá là bạch khơn chênh bằng đăng mất dồ hai bỏ ạp dô tệ ọ lấy miền này chẳng ngành chấn ở dân bật cuộc bật chênh để việc mấy tam bất hóa ngay dân biên tăng bật cuộc bật chênh bật phó khăn ông sử dụng đôi khác đôi khi nhóm tiếng sống nè khá sử dụng khá nhóm hay thua đợi đây đôi khi tiết bằng tay ở vậy để dân cho chân ban mà khăn ông mà đo ba chữ bón đi cứ đời xa thì dân biên bị bấy cứ bị slogan là bao cây đồng bán khám ái nè cứ con lập hiếp sau phone lập hiếp nâng tầm nục chật cứ dân bắt đo nơi lơ cả lại nâng bàn tàn chứng á tệ chân thằng ớ để quát lo bà bật phát bọc hàng khá nhóm quát nơi tầm mà quán trôi dân hay quát chi để lụ bàn to ở tiết ban đây tha nó phải để quát bà hay quát bình chất quát bạp khá quát bà to bọn ôn bật phẹn chân tức bàn hê quát chỉ nẹ xe là dân bà to tiết ảnh đánh hay để chui ở dân đào ban mà đo hỏa ngày hay à vậy đây xâm khăn đây trong trường hiệp chôn tha ở non chính ở dân biên phan là ca xâm hiệp pram chân nam ảnh tuộp tái ca non chính thở ca ban trái tiện ở bật phò na để lụ nông sọc bật phò na đây xâm hiệp non chính vì pro ai bật phò non chính còn mình bọc thay dân lụ nông sọc bàn này hay bật phò để lụ nông sọc mình ai luôn nằm trên bàn tay bị bướu bị tẹt tông từ nâng bó các bạn hai cái tẹt tông từ nâng quân lập hiệp là bao sai cả nạn này ở tia ho than nơi bay ở rộp ở tia ho bây giờ chăm nằm tới mình mẹ quất cho chết bò lương sau đó bây giờ tê tê chết bò này ở tia ho quất cho chết bò sa sa pleo pleo hay lẹ cả nạn thoa mình chìt thoa mình chìt hay bây giờ bây to mình to sau đó tia ho chăng ắt xì kia tê chăng bây giờ nông niêm dương chi nẹt để mình cầm đặt đuôi đam hay dương chỉ nẹt đặt nuông à chỉ vừa cắm dương thời che mưa nặng tiệt hay dương ở thợ bơm đặt phao bạc nữa đặt bè tệ chôn ai trả bao dương bàn chắc đầm lấy lời ní miên ca lang thay chiên môn tê lục sợi vì pru ca muốn mình miên đầm rời cá chẳng lời ní đầm rời cá còn trả lang vĩnh chà bật tam khi nhom đứng ở tẹt tôn tê đứng ở tiệp xa để khi nhom thợ hay trong thợ săn già mới nẹt ba nhom tiệt nhom tha bởi nhom thợ nhom mình thợ ở tiệp xa nó thẹt tật cái nhom hiên săn già ở nhom prap quan vậy đúng tới dương son này giá dương không prăng mình bèn tham prăng tặng nhom tê prăng tặng óc nia tăng nẹt tham ban quạt prăng tăng ở bọc lực bọc nhom cả nhom prăng tim xá mà tam nhom đăng ivan đang lan thay là hồn mà đòi ngày này nhưng mà đại miền đầm này bạn thấy cho tê ở bờ tập hoa quạt thoát phơi tăng pì đầm lại tiếp mình tên là hồn đòi là nâng quạt la cố hay cả lại nhom chia ở khe thì khe cứ ở đại lộ ivan cắt thay phi nhiêu tê ban này thay ivan dương bật sticker nơi support bằng nhom mấy cắt bằng nâng lôi tai thì dương biên ca để thay bằng cho đọc phía rồi được gọi là pram phía rồi chẳng hạn hay ở đầm lái đứng dưới ban cắt con hay tha phẩm màn phía rồi ban tới bên này phẩm màn phía rồi dưng bon từ lửa thay ở ca trên này xen xen chẳng hết đấy chẳng để ta ban từng ót quạt ban đăng từng ót tha từ phò quạt mà lụa lơ tiếp sáng cứ lụa từ lại bên đăng cứ dưng ót đẹp quạt tề cứ quạt mới khơi từng ót đăng quạt đăng chẳng ở quạt không đăng thưa mấy ai ban từ phò là o má hay dưng vô mà lụa móc nhiều pin chết nhiều quạt to prai hay ở vậy tới ở nhom sờ bài chân đai từ phò đăng cứ nơi thế bao mình thế tức cứ làng tích 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 giống như mình ban chỉ đăng tề
អត់ ធ្នាក់ ទេ ចា និយាយ រួម គឺ យើង រក្សា លំនឹង បាន ចា រក្សា លំនឹង បាន ដោយ សារ តែ បង ប្អូន អតិថិជន ខ្មែរ យើង ដែល គាត់ ឆ្លាញ់ ផលិតផល ហ្នឹង គាត់ ដឹង ថា គុណ តម្លៃ នៃ របស់ ធ្វើ ដោយ ដៃ គឺ ពិបាក ធ្វើ ចា ចា លោក សី យើង សល់ ពេល វេលា ខ្លី តា មាន អ្វី និយាយ ទៅ កាន់ អតិថិជន ឬ ក៏ អ្នក ផលិត ផ្សេង ទៀត ដែរ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង យើង និយាយ តែ ក្នុង បរិបទ នៃ កៃ តម្បាញ ចា ហើយ សំខាន់ មួយ ទៀត លើក ទឹក ចិត្ត ពួក គាត់ ក្នុង ការ ចូល រួម គាំទ្រ ហើយ ផលិត ផល ខ្មែរ គុណភាព ល្អ យ៉ាង មិច ខ្លះ ទៀត បើ យើង គិត ទៅ ចា ចា ខ្ញុំ សូម អរគុណ មែនទែន ជា ពិសេស ចំពោះ បង ប្អូន អតិថិជន អាដាម លោក ជំទាវ លោក លោក ស្រី ដែល គាត់ តែង តែ គ្រប់គ្រង ផលិតផល តម្បាញ ដោយ ដៃ ចា ពី កៃ តម្បាញ ខ្មែរ KTK ហើយ ជា ពិសេស សម្រាប់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ សូម ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ យើង ណា ធ្វើ ការ គ្រប់គ្រង ផលិតផល ខ្មែរ យើង ឲ្យ បាន ច្រើន ទៅ បើ យើង ប្រៀប ធៀប ពី ផលិតផល នាំ ចូល ដែល មាន លក្ខណៈ ដូច ខ្មែរ យើង ទាំង ស្រុង ណា 90% ឯ ណា ហើយ នឹង ផលិតផល ដែល យើង ធ្វើ ដោយ ដៃ តម្លៃ បើ និយាយ ពី ខាង សឹង ខ្មែរ ខុស គ្នា តិច តួច មែន តែន ប៉ុន្តែ បើ និយាយ ពី គុណភាព ប្រើ អត់ ដូច គ្នា ទេ ពី ព្រោះ ធ្វើ ដោយ ដៃ វា មាន លក្ខណៈ ទន់ ផ្លន់ ហើយ វា ជា អំបោះ ទោះ បី ជា មិន អំបោះ សុទ្ធ 100% តែ វា មាន លក្ខណៈ ទន់ វា ស្រួល ប្រើ ជាង ណា ហើយ ឥឡូវ នេះ ដូច ខ្ញុំ ថា អញ្ចឹង យើង ព្យាយាម បង្កើត ម៉ាក សញ្ញា របស់ យើង ហើយ យើង កសាង ម៉ាក សញ្ញា យើង ឲ្យ ល្បី ឲ្យ គេ ឃើញ ថា ដូច ខ្ញុំ អញ្ចឹង ម៉ាក KTK ឲ្យ ឃើញ ទៅ ពេញ ចិត្ត ដឹង ថា ផលិតផល នឹង ល្អ អញ្ចឹង បង ប្អូន អតិថិជន ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ ជួយ គ្រប់គ្រង មិន ថា តា ខាង កៃ តម្បាញ ខ្មែរ ខ្ញុំ ទេ បង ប្អូន អាច គ្រប់គ្រង ផលិតផល របស់ បង ប្អូន ផ្សេងៗ ទៀត ដែល គាត់ រស់ស៊ី របរ ដូច ខ្ញុំ ដែរ ទោះ បី ជា ស្រៀង ខ្ញុំ ក៏ ដែរ ខុស ពី ខ្ញុំ តែ ជា របរ តម្បាញ ឬ ក៏ ផលិតផល ក្នុង ស្រុក ឲ្យ សូម ឲ្យ បង ប្អូន ទាំង អស់ ជួយ គ្រប់គ្រង ទៅ ពួក គាត់ នឹង ខំ ប្រឹង ធ្វើ បន្ថែម ទៀត មាន ទឹក ចិត្ត កាន់ តែ ធ្វើ ឲ្យ កាន់តែ ខំ ពង្រឹង លើ គុណភាព ទៀត ពួក អី ជួន កាល បើ គ្នា ធ្វើ មក អត់ មាន អ្នក គ្រប់គ្រង ណា ខំ ប្រឹង ធ្វើ យូរ ទៅ បាក់ ទឹក ចិត្ត ក៏ អាច បោះ បង់ ដែរ ហើយ ណា មួយ ទៀត វា ជា ការ ជួយ ក្នុង ការ កសាង សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ យើង ដែរ កាលណា មាន ការ ផលិត ដោយ គោល នយោបាយ របស់ រដ្ឋាភិបាល គឺ បង្កើន ការ ផលិត ក្នុង ស្រុក ឥឡូវ នេះ ណា ចា រហូត ដល់ ប្រមាណ ឆ្នាំ ទៅ មុខ ទៀត អញ្ចឹង ខ្ញុំ គិត ថា នៅ ពេល ដែល យើង ចូល រួម ជួយ ទាំង អស់ គ្នា ផលិតករ អាជីវករ សហគ្រិន នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា មិន ថា ផ្នែក អី ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ ធ្វើ ទៅ លើ ផលិតផល ដែល ធ្វើ ពី ប្រទេស ខ្លួន ឯង ទៅ ណា គឺ ខ្ញុំ គិត ថា នឹង រីក ចម្រើន ឲ្យ ជួយ គ្នា បាន ច្រើន មែន តែន ចា ចា ល្អ មែន តែន សម្រាប់ ការ ចាប់ ផ្ដើម មួយ នេះ នឹង ខ្ញុំ ឃើញ ថា បាន ចូល រួម ជួយ សង្គម បាន ច្រើន មែន តែន ពាក់ព័ន្ធ តើនឹងកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យ5 ឆ្នាំសមិទ្ធផលដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺរយៈពេល5 ឆ្នាំហើយ5 ឆ្នាំក្រោយនៅពេលនេះគឺអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់លោកស្រីក៏ដូចជាដល់សិប្បករផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺពានរង្វាន់ចា៎ដែលទើបតែទទួលបានលេខ1សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដែរចា៎ល្អមែនតើអរគុណលោកស្រីសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានចែកលេខព័ត៌មានជាច្រើនជូនទៅដល់ទ្រុតទេសនិកជនចា៎ទេសនិកជនលោកអ្នកទៅតបានទេសនានៅប្រធានបទអភិព័ន្ធទៅនឹងកៃតម្បាញខ្មែរ KTK ដែលជាសក្ការិសមួយបង្កើតឡើងឥឡូវនេះ5ឆ្នាំទៅហើយហើយក៏សង្ឃឹមថាជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការចាប់ផ្ដើមឬក៏ធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានរឹងមាំនិងបានជាពិសេសចូលរួមជួយដល់សហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកសូមបន្តទេសនាកម្មវិធីដែលមានជាបន្តបន្តនាងខ្ញុំសុជិញនិងវេកមិនដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា